Rồi hello các bạn. Giờ nay chiều sẽ bay live cam cho các bạn xem đoạn đường quốc lộ song hành đoạn từ Nguyễn Văn Linh vào nha các bạn. Bây giờ chờ vào phía trong đoạn khúc chung cư Phong Phú nha các bạn. Giờ mình khám phá thử nha. Rồi cho các bạn xem đó. Rồi thử nha các bạn. Ok. Rồi mình đi nha các bạn, khám phá thử. Để chiều cho cao lên được, để tao nó trúng cái cây là mà mệt lắm á. Rồi, cỡ này đi. Rồi, ok nha. À, khúc đó là có đổ đá đó các bạn. Ồ. Đó, khúc đó là khúc Nguyễn Quang Linh đó. Đó, các bạn thấy xe Nguyễn Quang Linh chạy không? Cao lên. Rồi. Coi các bạn. Rồi, các bạn thấy chưa? Nguyễn Quang Linh đó. Rồi, về nha các bạn. Chị sẽ tiêu cam xuống cho các bạn xem nè. À.
rồi, cam lên nè. Tuyệt vời. Cho các bạn xem nha. Đó, à, thấy không? Rồi một đoạn đó hồi chiều thì lại đó, chiều nói tiếp nha. Giờ chiều quay lại, quay ra cánh đồng ruộng cho các bạn xem nha. Vừa chỉ cho các bạn xem lại đoạn này, đoạn trống ở ngoài đây đẹp quá trời đẹp luôn. Kinh khủng đẹp nha các bạn. Quá đẹp. Đây, cho các bạn xem cái vịnh này, cái đoạn này nè. Đẹp không tưởng luôn. Đây, chỗ này đẹp không? Ao không rồi các bạn. Một cái ao kế bên đó, khu vực bên đó thì nuôi tôm, nuôi cá, nuôi tép gì đó. Dạ. Mấy được cây số luôn, một điểm cây số luôn. Dạ. Chú. Ơi. Dạ chú có lòng tiếng nhờ. Có nói chuyện. Hiểu gì vậy? Dạ, mini 2. Mini 2 à? Dạ. Hôm bữa nó đòi bán mình có kiểu mấy 2 triệu, không biết cái bài được nhiêu. Chịu mấy triệu em sợ bay không được xa. Dạ. Hay được số. Ê, xem chú điều khiển không? Rồi, đầm lầy. Quá xa. Quá chiều. Ui, sao bên đây tàn nước không vậy? Ờ, cái là gùa ao đìa mà. Ê bay, thì nó chiêu phải. Cho bay thử đi. Đâu được đâu. Lái nó bay mất tiêu cái cam của chú rồi. Nhớ là đi đến Phò Phú luôn á đúng không chú? Ừ. Ờ, chú lái đến 1 km là cùng. 1 km là cùng à. Đúng không chú? Ừ. 700 mấy kìa. Biết 700 mấy luôn. Ghê vậy. Ở dưới đây nè. À.
30 mét rồi. Cao thì chỉ có 59 mét thôi. Chú quay bờ sông á chú. Hoặc là chú ra công viên chú xem được. Chú đi qua công viên đi để xem khỉ tới chứ chú. Đúng rồi, chú qua chú xem công viên, chú đá mặt bạn con đi. Cho chú 3 tỷ luôn. Đá mặt bạn là ai? Khỉ là, à? Là khỉ. Là thằng monkey. Ủa cái này là đâu chú? Này là tuốt bên kia luôn kìa. Tôi qua cái chung cư luôn á. Ôi dữ vậy. Nè, thấy cái chung cư này nè, nhưng mà nó ở cái mặt còn lại á. Xùm lơ không mày? Ủa lộn. Nè, nhìn nè, cái đường đá nè. Đúng rồi. Thấy không? Tao biết mà. Giống rồi. Wow. Dạ. Bên quay đi. Ủa cái này nó mày tới cái giới hạn của nó mà xa nó có báo mình không anh? Dạ, hình như có. Nó mà em chưa dám bay tới giới hạn luôn á. Nó tự té xuống nhìn trong đó rồi, hồi cái nhìn nó bay xa bao nhiêu rồi mình gần thôi. Hoặc là chú dạ. Kêu một hàng em chưa có gan bay tới giới hạn. À. Mà bên chỗ bán nói là khoảng như bay tới một cây á. Mà em chưa tìm thử, hầu như chắc cũng một cây trở lên nó không biết gì sao. Em còn chưa dám bay xa. Thấy cái này không? Nó đang bay từ đó lại đây rồi. Dạ hình như là tới thời điểm nhất định nào đó nó không bay nữa vậy. À nó không bay nữa. Dạ. Nó tự té xuống luôn. Thôi đi thôi. Mà tự. Thôi đi bộ mày. Xe đúng lại. Dạ nó đang về gần tới à. Như là nó kia đúng không? Kè đó kìa. Đâu? Kè nó về tới rồi kìa. Ủa kì cái mình. Ủa đâu phải? Phải nó kìa bạn. Đúng rồi, đi thẳng luôn. Đúng rồi, fly cao kìa. Có một ngàn thùng á, sao nó đang đứng quắc đó nha. Cục pin nó khoảng nửa tiếng mà anh. Dạ, em bay gần 20 phút, mười mấy 20 phút. Lên YouTube không? Dạ. Cho mặt vô. Nói gì? Cho nó ngầu. Đi YouTube luôn. Gì vậy? Vụ gì vậy ba? Mày đứng nghe anh em gì nữa? Chứ làm gì bạn? Bạn đánh tôi. Không biết bị gì á? Làm mày không ta? Chắc là làm hư xe đó. Vô kho lên đút thôi. Nãy giờ lên sẵn không ạ? Ừ đúng rồi. Chớ nãy giờ rồi. Quen bụi đẹp trai nè. Ê đẹp thiệt. Đâu ở đâu cũng toàn ở cây hết. Họ cái thứ nó ao nữa. Ít vừa miếng dặm thả. Cái này đâu rồi? Xuống dưới luôn. Xuống dưới luôn. Nhìn thấy cái ống nước bên mày này đúng không? Nhìn thấy hả? Thấy rồi. Thấy ống nước rồi. Đi đạp xe đạp đi, đạp đi rồi chú quay cho. Để đây đâu có gì đâu coi. Bởi mày đạp xe đạp xuống dưới rồi. Tao thấy là tao thích chả. Đạp đi rồi chú quay cho. Đâu đạp đi. Đạp thấy luôn chú ơi. Ừ. Nó làm luôn á. Nó làm về nó rồi. Ngầu liền. Mày làm gì vậy? Nhìn giống như vậy. Đánh giảm quá hả? Nhìn giống như vậy. Ê ngộ lên cái khen anh đi coi. Để ngộ không đang kìa. Ê lấy đầm nút. Lấy đầm nút quá nè. Bá đầm nút, bá đầm nút. Khóc dư. Ê ơi. Trong bay thử. Đâu có bay rớt cái là làm chú. Đây làm YouTuber nè. Lên nè. Khen anh rồi. Lên làm YouTuber nè. Bay lên tới chiều đang khen luôn. Đâu? Đâu? Ủa cái này sao? Ủa cái này sao? Ủa cái này sao? Ủa cái này chạy. Cái thằng này qua cho mấy lẹo. Ở chỗ, chỗ. Đang lên dưới. Nè, đang lên dưới mà. Thằng nào cũng lên rồi. Tại đâu nè? Bên cậu anh, nó đánh nó đặt ngã giữa nước rồi. Ai? Nó lâu.
rồi đúng rồi. Ấy, con biến hả? Biến thấy rồi. Chú quay đâu anh đi chú. Ấy, cá thấy đâu anh luôn nè. Rồi đá đây chú quay cho. Rồi buổi chiều các em chơi đá banh nè. Thấy mày kìa khen. Đá banh có xe đạp. Quay vô đây nè. Thấy nào? Thấy rồi, kìa chú bóng kìa. Kìa đạp cho đạp đi, chú quay cho ăn cảnh. Rồi chú về, lẹ lên. Bay đi, chạy lẹ đi, lẹ đi. Đạp đi, xuống nhà đạp đi, chú quay cho ăn cảnh. Mười nhỉ chú nhỉ? Hả? À? Chú mua con flycam này bao nhiêu tiền chú? Mấy triệu. Đó các bạn, buổi chiều mấy đứa em chơi, mấy đứa bé đây chơi gì đó. Chơi lát đi. Rồi chơi lát mình hết các bạn. Ủa lên cái gì vậy? Bye. Rồi đi chơi đi.